Cái đội này thân thiện dễ sợ luôn. Hôm nay là đội chơi này người ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Về học hỏi, về kỹ năng hiện có. Bên mình có cái gì? Tụi em có niềm tin. Tụi em có niềm tin. Quan trọng lắm nha. Đúng, quan trọng, đúng chính xác. Còn em sao? Nếu như là Thảo Nhi có niềm tin thì ở em cũng có một cái sự tin tưởng người bạn đồng hành của mình ngày hôm nay. Rồi cái đội này chắc là đội niềm tin quá rồi, chiến thắng thôi thì tôi không biết, nhưng ông mà đội em đến đây là giống như là cởi ngựa xem quai. Cởi ngựa xem quai vậy đó. Cho dù mình không được giải thưởng cao nhất nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm hơn về sự an toàn giao thông, cũng như có là một cái trải nghiệm mới về thông qua chương trình Về Nhà Đi Anh. Và hai đội chơi ngày hôm nay họ đã sẵn sàng bước vào cuộc đấu Về Nhà Đi Anh. Xin mời mỗi đội vô một lái xe về. Và hai đội chơi ngày hôm nay cũng đã về vị trí của mình rồi. Trước tiên thì mình đặt cái tên cho đội của mình nhé, để tất cả quý vị khán giả sẽ biết rõ hơn về đội của mình. Đầu tiên mời Jason và Lữ Vi. Sau một thời gian bàn luận thì bọn em đã đưa ra cái quyết định đặt tên cho đội của mình là SVDT. Là cái gì ạ? Là Sơn Vi dễ thương. Cái server là dễ thương đó, đúng không? Tại sao các bạn lại muốn lấy cái tên là dễ thương dành cho đội của mình? Mấy hai đứa tụi em đứa nào cũng dễ thương mà. Ai không nhận điều đó? Ai công nhận điều này? Một tràng pháo tay cho đội SVDT. Đội thứ hai ạ, đội bên này dễ thương rồi, đội mình thì sao ạ? Còn đội của chúng em thì không mất nhiều thời gian để có thể suy nghĩ ra ngay một cái tên có tên là Đúng Luật. Đúng rồi. Hợp lý. Bởi vì sao nè, em giải thích cho. Bởi vì trong đội của em hai thành viên đầu tiên là em tự tin là mười mấy năm chạy xe em chưa bao giờ bị phạt, bởi vì em rất đúng luật nha. Và chính vì vậy em rất tự hào, em luôn đúng luật. Nhưng mà thành viên thứ hai nè đó, sao Nhi? Tại vì em tự hào về ảnh, em rất là tự hào về ảnh, cho nên rằng là em không dám tự hào về em. Bởi vì cái bằng lái xe của em bây giờ công an giữ bao nhiêu năm em chưa lấy nữa. Vậy tính gọn lại là hiện tại mình vẫn chưa lấy được cái bằng về em ha? Dạ đúng rồi. Rồi em cũng không quyết định là lái xe tiếp hay sao mà em không lấy bằng gì à? Bằng thì em có mà em không bao giờ lái xe. Bởi vì em chia sẻ thật luôn. Sang đúng không? Mình điều có xe ô tô đó. Đúng rồi, mình có xe ô tô mình nhưng mà có tài xế nữa. Đúng rồi, mình có tài xế. Quan trọng là anh thấy gì với lại với biết sao không? Em sợ công an. Tới bây giờ, từ cái lúc mà mấy anh công an bắt em cho tới bây giờ là gần 8 năm mà em đi ra đường em gặp là anh mà em vẫn còn nhớ mặt luôn. Trời ơi, vậy là ấn tượng dữ lắm luôn á.